Tam Tự Kinh, bài 24. Hạ Hữu Vũ, Thương Hữu Thang, Chu Văn Vũ, Xưng Tam Vương, Hạ Truyền Tử, Gia Thiên Hạ, Tứ Bách Tải, Thiên Hạ Xã. Hạ Vũ, Thương Thang, Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương đều là những người tài đức kiêm toàn, được tôn xưng là Thánh Vương của ba triều đại Hạ, Thương, Chu. Ngôi vị của Hạ Vũ được con trai Khải của ông kế thừa, từ đó truyền từ đời này qua đời khác, trải qua hơn 400 năm, đến khi kẻ bạo ngược vô đạo Hạ Kiệt kế vị, sau đó bị Thương Thang khởi binh lật đổ. Triều đại nhà Hạ mới kết thúc. Đại Vũ là vị thiên tử đầu tiên của triều đại nhà Hạ. Ông đã ngăn chặn được lũ lụt, khai thông 9 con sông, cứu giúp những bách tính cơ cực. Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện Đại Vũ trị thủy nhé! Từ rất lâu về trước, vùng đất Trung Nguyên bị chìm trong lũ lụt. Bách tính vô cùng cực khổ. Cháu đời thứ tư của hoàng đế tên Cổn, nhìn thấy người dân phải chịu cơ cực, cảm thông trước nỗi khổ của người dân, nên ông đã trộm lấy tức nhưỡng của thiên đế, đem xuống nhân gian để trị thủy. Ông dùng cách xây đập chắn lũ, nhưng đáng tiếc, ông đã thất bại. Khi con trai của Cổn là Vũ trưởng thành, vua Thuấn lệnh cho Vũ kế thừa chí nguyện của cha, tiếp tục trị Hồng Thủy, giúp đỡ bách tính. Công việc trị thủy không những vất vả mà tiến hành lại chậm. Nhưng ý chí kiên cường trị thủy vì bách tính của Đại Vũ đã khiến thiên đế cảm động. Vì thế thiên đế đã phái thiên thần đến giúp đỡ Đại Vũ. Mã Ích Ứng Long nghe lệnh. Có thần. Hai người các hành hãy cùng xuống nhân gian giúp đỡ Vũ trị thủy. Mã Ích, khanh phụ trách đốt bỏ cỏ cây, xua đuổi thú dữ. Ứng Long, khanh phụ trách đo đạc đào mương dẫn nước để khơi thông dòng chảy. Thần tuân chỉ. Thế là Đại Vũ đã cùng Bá Ích và Ứng Long dẫn các trợ thủ trèo đèo vượt sông, dải gió dầm sương, khảo sát ngọn nguồn của Hồng Thủy, hy vọng có thể tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Nhìn thấy Đại Vũ vất vả, đến thần sông cũng cảm động, nên quyết định giúp Đại Vũ một tay. Đại Vũ, đây là cuốn hạ đồ quý báu dùng để trị thủy, ông hãy xem. Đa tạ thần sông. Đại Vũ dựa vào hà đồ, tìm hiểu nguyên nhân cha của ông trị thủy thất bại. Ông dùng cách nạo vét sông ngòi, xuất lĩnh người dân mở rộng dòng chảy, khơi thông nước sông. Một hôm, ông đến bên bờ sông Lạc Thủy. Ê, đây là gì vậy nhỉ? Đây là Lạc Thư, ông chúa huyền cơ của trời đất. Sau khi Đại Vũ nhận được Lạc Thư, từ trong đó ông lĩnh hội được sự huyền diệu của trời đất. Ông chia đất nước thành 9 châu, còn đặt định ra phương sách cơ bản để trị vì thiên hạ. Đại Vũ quanh năm bôn ba vất vả ở bên ngoài để nhanh chóng trị được nước lũ. Thậm chí 3 lần đi ngang qua nhà mà ông cũng không ghé vào thăm. Trải qua 13 năm, cuối cùng Đại Vũ cũng ngăn được lũ lụt. Người dân cũng có thể an cư ở vùng đất thấp. Cũng bởi vì Đại Vũ có công trị thủy, nên vua Thuấn đã truyền ngôi cho Đại Vũ, lấy quốc hiệu là Hạ. Đây chính là triều đại nhà Hạ, triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.